Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sự vận động không ngừng của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành thuyết âm dương. Đi cùng theo đó, dựa trên sự chấp nhận cách vận hành của thế giới, nguyên lý ngũ hành đã đưa ra một giải pháp hệ thống mang tính dự báo về cách thức khí vận động thông qua những thay đổi mang tính chu trình của âm và dương. Và chính điều này đã giúp cho những dự đoán về vận mệnh các con giáp trở nên chính xác. Vậy thì, dựa theo quy luật đó, dự đoán tử vi tháng 12 âm lịch của những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ như thế nào? Hãy cùng nghe những phân tích của các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam ngay trong video của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị hãy cùng theo dõi! Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12, tức ngày 19 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Đinh Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Kỷ Mão. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12, tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Quý Dậu 1993 trong tháng 12 âm lịch. Quý Dậu là người dễ thích nghi và có trực giác tốt hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đặc điểm nói chung của người tuổi Quý Dậu là chỉ hành động sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng từ các phương án và hoàn toàn yên tâm với kế hoạch đã chọn. Điều này mang lại khả năng thành công cao nhưng cũng khiến tuổi Dậu trở nên kém linh hoạt và không khoan nhượng. Hành thủy giúp Quý Dậu xuề xòa hơn và sẽ chấp nhận diễn biến tự nhiên của sự việc. Như vậy, họ đối phó tốt hơn với những cơn xoáy của dòng chảy cuộc đời. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Dậu thường là những người thích tự do và làm chủ nên bản thân họ thích hợp nhất vẫn cứ lại đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kỳ bo bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Bước sang tháng 12 âm lịch, những người sinh năm 1993 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bạn cũng sẽ kiếm thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là bạn phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, bạn sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Kỷ âm thổ gặp Dậu âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cắt lành cho những gia chủ tuổi Quý Dậu.
Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Xét về đường công danh sự nghiệp, đây có thể chính là điểm sáng khi bản mệnh khá chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội, thể hiện năng lực của mình. Thu nhập của con giáp này cũng khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về sự nghiệp, với may mắn trong công việc, người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ được thăng chức trong tháng 12 âm lịch. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được những thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Quý Dậu cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Quý Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trừ khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Quý Dậu. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội tư vấn miễn phí từ thầy Sa Cát tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Về tài lộc, xem tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi Quý Dậu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi một cách nhanh chóng mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đường tình duyên, các mối quan hệ và chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 12 âm lịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tử vi cho thấy có báo hỷ trong tháng 12, cho nên các gia chủ tuổi Quý Dậu nếu đã có đối tượng thì rất phù hợp để kết hôn. Nếu bạn còn đang độc thân thì đây là thời điểm tốt để bạn tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội của bạn. Với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian cho người đó và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình thêm gắn bó hơn. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Quý Dậu hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải thiện tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi Quý Dậu. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của tuổi Quý Dậu vô cùng tốt. Do bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm bây giờ là cắt giảm thức khuya, nguyên nhân chính gây ra những ảnh hưởng không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Quý Dậu trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma.
Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.